Mà có Facebook. Vớ vẩn. Tôi mà không có thì ai có? Vậy là bà có. Vậy bà cho con xin tài khoản Facebook của bà đi. Con kết bạn với bà nhé. Phải xem thái độ thế nào đó chứ. Không phải ai tôi cũng add Facebook đâu nhá. Facebook của tôi nhiều bạn bè lắm đó. Trời ơi, thì con rảnh á, cái con rủ bà đi chơi. Còn tôi mới về nước thôi, nhưng mà con biết nhiều chỗ chơi vui lắm á. Quanh nữ hoàng. Quanh nữ hoàng. Trời ơi, sao cái avatar gì mà chấn động dữ vậy? Bây giờ cái táo đỏ của em á là nó mềm rồi, còn cái nồi gà nó đang sôi sùng sục, bây giờ làm gì tiếp cô? Em quên mất rồi. À đúng rồi, cho muối vô. Dạ. Ấy, có gì mà không nhớ nữa, cho mấy muỗng giờ nấu cho trai ăn mà trai còn không thèm để ý tới mình nữa. Còn nhớ tới bánh bèo kia không? Mà còn nhớ lộ liễu nữa chứ. Có một cái đụng. Gà hầm xong chưa? Dạ. Hôm qua nó sắp về rồi đó. Dạ, gần xong rồi bà. Mà hầm lâu như thế, liệu có ăn được không đây? Dạ bà yên tâm. Không yên tâm được hả bà? Vậy thôi, bà giúp con nếm thử nha. Hầm mấy con gà đây? Dạ, một con gà trống tơ 3 kg. Bảo sao nhạt nhẽo thế? Mà có một con gà thì ai ăn ai nhịn. Vậy giờ làm sao hả bà? Thôi được rồi, nể tình cô cũng giống tôi thời trẻ. Để đấy, tôi trị cho. Đây là bí quyết của tôi đó. Thử coi. Sao mà nó thơm ngọt quá vậy bà? Trời ơi, con hầm cái con gà này hơn cả tiếng đồng hồ mà nó cũng không ngọt bằng luôn á. Thì ra khẩu vị của hai bà cháu mình cũng giống nhau ra phết đấy. Thì các bà. Yeah. Bà nói đúng luôn rồi đó. Trời ơi, phải chi á mà con biết bà sớm hơn thì tốt biết mấy. Con nhỏ này lẻo mép quá chừng đi thôi. Bà, bà có Facebook. Vớ vẩn. Tôi mà không có thì ai có? Vậy là bà có. Vậy bà cho con xin tài khoản Facebook của bà đi. Con kết bạn với bà nhé. Phải xem thái độ thế nào đó chứ. Không phải ai tôi cũng add Facebook đâu nhá. Facebook của tôi nhiều bạn bè lắm đó. Trời ơi, thì con rảnh á, cái con rủ bà đi chơi. Còn tôi mới về nước thôi, nhưng mà con biết nhiều chỗ chơi vui lắm á. Quanh nữ hoàng. Quanh nữ hoàng. Trời ơi, sao cái avatar gì mà chấn động dữ vậy? Trời ơi, không chấn động thì còn gọi gì là Facebook. Bà ngoại mãi đỉnh. Hoa Vương xem sớm nhất trên VOOV và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.